Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Mamo on the mic. Chẳng vậy thèm nên thường ở nhà ai chăm mà xui nhom man chứ con bị cho em lại con mẹ giá con thân con cháu của tuổi giá mà xây pin rồi cháu xong cháu cũng mẹ thường ấy ai chăm mà xui nhom man chứ con bị cho em lại con mẹ giá con thân con cháu của tuổi giá mà xây pin rồi cháu xong cháu cũng Yeah.